Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Hải PE. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Với phương châm kết nối và chia sẻ, video hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách trở thành đại sứ ở trên PyChannel, một app mua sắm trong hệ sinh thái của Pi Network. Chúng ta cùng bắt đầu. Đầu tiên chúng ta mở app Pi Network lên. Sau khi đã truy cập vào Pi Network, chúng ta click vào dấu ba chấm ở đây. Click vào Pi Browser. Pi Browser là một ứng dụng di động khác của Pico Team và dự định cung cấp trải nghiệm web phi tập trung thông qua nhiều ứng dụng và tiện ích Pi hơn trong tương lai. Chúng ta nhấn đăng nhập vào Pi Browser. Nếu bạn nào chưa cài đặt Pi Browser, một ứng dụng khác của Pico Team, chúng ta sẽ được dần đưa vào App Store đối với những người dùng iOS, CH Play đối với những người dùng Android. Các bạn sẽ nhìn thấy app Pi Browser từ Pi Community Company. Chúng ta nhấn cài đặt. Các bạn sẽ đợi một lúc để xử lý và cài đặt. Click vào mở. Đây chính là giao diện của Pi Browser. Để trở thành đại sứ của Pi Channel, một ứng dụng mua sắm trong hệ sinh thái của Pi Network, chúng ta click vào brainstorm.pi. Các bạn có thể đọc ở đây. Sau đó click vào Continue. Click vào OK. Ở trong giao diện Brainstorm, chúng ta sẽ nhìn thấy mục Hackathon Winner, tức là những ứng dụng, những app mà đã chiến thắng cuộc thi Hackathon. Các bạn kéo xuống, chúng ta sẽ nhìn thấy PChannel. Đây là một ứng dụng mua sắm đã chiến thắng cuộc thi Hackathon của Pi Network. Các bạn click vào. Cho phép tất cả những người tiên phong trên khắp thế giới phát hành thông tin giao dịch miễn phí và có chức năng khởi tạo NFT online. Chúng ta nhấn vào Read More, tìm hiểu thêm. Ở trong Project PChannel, chúng ta click vào mục website pchannel.com. Xin lưu ý, nó hiện đang trong giai đoạn mạng thử nghiệm và thử nghiệm Pi không phải là một Pi thực, vì vậy người bán sẽ không thực sự giao hàng. Chúng ta nhấn vào Confirm. Ở trên PChannel, họ sẽ niêm yết các sản phẩm và chúng ta có thể trao đổi ở trên này. Hiện tại thì nó đang ở phiên bản thí nghiệm cho chúng ta xem xét, review. Bây giờ chúng ta sẽ đăng ký để trở thành đại sứ của PChannel. Các bạn click vào mục Account. Tiếp theo, chúng ta nhấn vào Medal. Tiếp theo, ở mục On Medals, chúng ta click vào Ambassador. Khi chúng ta đăng ký trở thành đại sứ, thì chúng ta sẽ nhận được những lợi ích như sau. Hiển thị danh tính. Sau khi mời bạn bè đến Mainnet, bạn sẽ nhận được cổ tức hoa hồng. Lợi ích thứ ba là được tham gia vào quyền tự trị của cộng đồng PyChannel. Ở mục Invite Me, các bạn có thể nhập Hải PE, giống như các bạn đang nhìn thấy ở đây. Sau đó nhấn vào Submit. Sau khi đợi một lúc, chúng ta submit thành công và nhận được 314 TTV. Bây giờ chúng ta sẽ nhấn quay lại. Chúng ta sẽ nhận thấy tên của chúng ta đã hiển thị ở đây. Và mục Location là China. Các bạn có thể thay đổi vị trí ở đây. Gạch click vào Modify Location. Click vào hình mũi tên ở đây. Sau đó kéo xuống mục Việt Nam. Các bạn click vào. Sau đó nhấn vào Save. Chúng ta đã nhìn thấy location đã thay đổi là Việt Nam. Như vậy là chúng ta đã đăng ký thành công và trở thành đại sứ của PyChannel, một app mua sắm trong hệ sinh thái của Pi Network. Vừa rồi chúng ta đã biết cách thực hiện các bước để trở thành đại sứ của PyChannel trong hệ sinh thái của Pi Network. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc góp ý nào, vui lòng để lại bình luận ở phía dưới. Mình sẽ cố gắng phản hồi các bạn trong thời gian sớm nhất. Nếu bạn thấy video hữu ích, hãy cho mình một like và nhấn nút subscribe, nút đăng ký kênh để khích lệ mình và bật nút chuông thông báo để nhận được những cập nhật mới nhất. Cảm ơn bạn đã ghé thăm và ủng hộ kênh Hải PE. Mình chúc bạn luôn vui vẻ, mạnh khỏe, thành công và bình an trong cuộc sống.